Trước khi vung tiền bao nguyên phòng trà ca nhạc, bạn trai thiếu gia Hòa Minzy còn nhiều lần chơi sang hơn thế. Để tránh tình trạng mini show của Hòa Minzy ấy khách, thiếu gia Nguyễn Minh Hải đã vung tiền mua số lượng lớn vé VIP. Trước đó anh từng có không ít hành động ga lăng hơn thế dành cho nữ ca sĩ trẻ. Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì scandal đời tư, Hòa Minzy đã tái xuất với dự án âm nhạc. Mới đây nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh cũng quyết định tổ chức đêm nhạc phòng trà để giao lưu với người hâm mộ. Ám ảnh cảnh ế vé không có khán giả đến xem trong quá khứ, Hòa Minzy đã từng bày tỏ suy tư. Nỗi ám ảnh về đêm diễn chỉ có hơn 20 khách đã khiến em lo sợ và không dám nhận thêm một show phòng trà nào nữa trong suốt mấy năm qua. Nhưng giờ em sẽ thử thêm một lần nữa, hy vọng khán giả đã yêu thích Hòa hơn, thích nghe Hòa hát hơn để có thể đến xem Hòa. Sợ lịch sử lặp lại, nữ ca sĩ đã mang nỗi niềm ra giải tỏa với bạn trai thiếu gia. Chồng ơi, bút hết bàn cho vợ đi, cho vợ đỡ sợ phòng trà nữa, anh bảo nhân viên công ty lên xem cũng được. Nhận được lời cầu cứu, bạn trai của Hòa Minzy đã lập tức vỗ về người yêu. Thiếu gia Nguyễn Minh Hải thể hiện sự hào phóng khi mang tiền, thầu số lượng lớn vé trong đêm nhạc phòng trà để người tình khỏi phải lo ế ẩm. Anh sẽ mua vé cho em chứ không xin, anh đặt 36 vé. Trong đó có 6 vé VIP còn lại vé thường, anh mua cho nhân viên đi nghe nhạc, anh quả quyết. Đoạn hội thoại qua lại của Hòa Minzy và bạn trai đang trở thành tâm điểm chú ý. Ai cũng trầm trồ trước sự ga lăng sẵn sàng vì người yêu của thiếu gia họ Nguyễn. Hòa Minzy ngay sau đó hào hứng khoe, ôi nghe nói gần hết vé VIP luôn rồi mọi người ơi, có thế nào mà cháy vé không? Trước khi vung tiền bao cả phòng trà để trấn an người yêu, bạn trai từng nhiều lần khiến mọi người trầm trồ vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho Hòa Minzy. Bảo vệ khi Hòa Minzy bị đào bới quá khứ yêu đương Công Phượng. Tháng 8 2018, Hòa Minzy vướng ồn ào liên quan tới tình cũ Công Phượng. Sự việc bắt đầu từ loạt hình giọng ca gốc Bắc Ninh hào hứng, cổ vũ sau khi tình cũ tiền đạo số 9 ghi bàn thắng cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong khuôn khổ giải ASEAN 2018. Nụ cười sung sướng trên gương mặt giọng ca gốc Bắc Ninh khi Công Phượng lập công đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Bên cạnh ý kiến cho rằng cảm xúc của Hòa Minzy chỉ đơn giản là tình cảm của người hâm mộ với trái bóng tròn, số khác lại cho rằng sự phấn khích của nữ ca sĩ khi đang là hoa có chủ là việc làm quá đà. Trước những đồn đoán, Hòa Minzy lên tiếng giải thích, công việc mà, tôi né cũng né cả đời mất, nên cứ việc của mình làm thôi, ai biết suy nghĩ sẽ hiểu. Làm việc để còn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm bố, chăm mẹ cho em trai ăn học. Dù sóng gió, bạn trai Hòa Minzy cho biết anh vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai. Tôi cũng có nghe này kia, thế nhưng, theo tôi, lỗi không ở hết mà ở chính cái người chụp bức hình đó. Tụi tôi yêu nhau, nghe và tin nhau thôi chứ không tin người khác đâu ạ. Vợ ơi, em cũng đừng lo lắng quá. Chăm sóc Hòa Minzy tận răng, thiếu gia Minh Hải từng khiến cho nhiều người hâm mộ bởi sự quan tâm mà anh dành cho bạn gái. Không chỉ nói lời mật ngọt, bạn trai Hòa Minzy còn chăm sóc chiều chuộng nữ ca sĩ hết mực. Đầu tháng 8 2018, bạn trai Hòa Minzy khiến hội chị em bạn gì phải chao đảo khi chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc đi chơi cùng bạn gái. Theo lời Minh Hải, anh mang cốc từ nhà theo để phục vụ sở thích của người yêu, thế nhưng vì quên mang dụng cụ gọt, thiếu gia phải dùng răng để bào vỏ cốc. Không chỉ thế, soái ca còn cho biết anh phải tự mình cắn ớt để bỏ vào muối cho người yêu chấm cốc. Hành động ga lăng và chiều chuộng bạn gái hết mực của chàng thiếu gia trẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Ai cũng nói Hòa Minzy có số hưởng khi yêu được chàng trai cực kỳ tâm lý. Ủng hộ khi Hòa Minzy bị cả thế giới quay lưng. Tháng 1 2019, Hòa Minzy vướng vào scandal vạ miệng. Ồn ào bắt đầu từ clip nhá hàng sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca gốc Bắc Ninh. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành lời khen và nhắn nữ ca sĩ. Lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên biết cao trào như thế này thì chắc chắn sẽ thành hit à. Sáng gì nha à. Trái ngược với đóng góp tỏi thiện chí từ người hâm mộ, Hòa Minzy lại trả lời gay gắt. Lần thứ hai chị muốn nói với em, đừng dạy bảo chị phải làm gì. Phản ứng nặng lời của ngôi sao ca nhạc đã khiến cô mất điểm và chỉ trích nặng nề. Trước áp lực dư luận, Hòa Minzy tự nhận mình bị điên và nói lời xin lỗi mọi người. Hãy hiểu và thông cảm cho tất cả những gì đang diễn ra, những gì Hòa viết. Hòa không phải không như vậy. Hòa không mắc bệnh ngôi sao, Hòa không phải người xấu, làm ơn hãy tin Hòa. Hòa Minzy bị ném đá, phải khóa mạng xã hội, người yêu an ủi rất thương tâm, tôi cảm ơn sự cay nghiệt của người đời. Tặng quà hàng hiệu xa xỉ cho người yêu, Valentine 2019 vừa qua, Hòa Minzy chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón nhận món quà từ người yêu. Công khai clip tỏ tình với bạn trai siêu dễ thương, nữ ca sĩ họ Nguyễn nhắn nhủ, cảm ơn chồng yêu vì món quà Valentine thứ hai bên nhau, xin lỗi chồng vì ngày hôm nay không được phi vu với nhau. Được biết, món quà Hòa Minzy nhận được trong ngày lễ tình nhân là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Gucci. Mẫu này có giá 810 đô, tương đương 18,9 triệu đồng, chưa kể tiền ship về Việt Nam.
Đáp trở lại tình yêu của bạn trai thiếu gia, Hòa Minh Di cũng dành sự quan tâm không kém. Nữ ca sĩ công khai, nắn chỉnh mọi người hãy gọi đúng tên Minh Hải. Thay vì dùng danh xưng bạn trai Hòa Minh Di, bạn trai đại gia, về chuyện tình sư cũ với Công Phượng, Hòa Minh Di cũng thể hiện sự rõ ràng dứt khoát, xóa hình xăm tên Nguyễn Công Phượng trên ngực trái. Giọng ca gốc Bắc Ninh khẳng định tất cả những lần chạm mặt với Công Phượng đều vì công việc. Vì thế, nữ ca sĩ mong mọi người hãy thấu hiểu, đừng soi xét khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Suýt xoa trước khu vườn xanh mướt trong biệt thự của vợ chồng Ốc Thanh Vân, nữ diễn viên đã quyết định chuyển từ chung cư sang một căn biệt thự xa với trung tâm để có được khoảng không gian sống đúng nghĩa. Ông xã của nữ diễn viên đã dành thời gian khá nhiều trong việc xây dựng cũng như chăm chút từng góc ở nơi sống của cả tổ ấm. Vừa qua trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã rất hào hứng khi khoe không gian mà cô hóng gió thả hồn mỗi ngày. Nữ MC tâm sự: "Resort của chuồng, Cala cao, tự tưởng tượng đi bộ vài bước sẽ ra đến bãi biển, ba chiến rùa mới cải tạo lại sân vườn cả ngoài lẫn trong. Sau đợt nắng nóng kỷ luật, máy bơm hỏng, nguồn điện có vấn đề, cây cỏ khô cằn hết, giờ thì phục hồi rồi, mừng quá mừng, dù là tài khoản có vơi một chút. Những ngày an yên, cô ca hôm nay thi học kỳ 2 môn tiếng Việt, ca cao vừa nghỉ, học 2 ngày bị sốt viêm họng, sáng nay đã đi học lại. Cô la lại hâm hấp sốt từ tối qua, mẹ cho nghỉ sáng nay, khỏe mẹ đưa đi học liền. Con còn ngủ trong phòng, thời tiết này trẻ con dễ ốm, sáng còn mát mẻ được một tí, ôi trưa chiều máy lạnh ơi máy lạnh à, máy lạnh tiết kiệm điện nha. Sáng dậy lo cho các con rồi loanh hoanh một tí, hít hoa ngắm cỏ rồi đung đưa nghe chim hót, đủng đỉnh ăn sáng uống trà, lát sẽ tập yoga một chút rồi xông hơi, thêm những buổi sáng như thế này, chưa ăn cơm xong lại ra tiệm làm việc rồi về đón các con, bởi vậy đi đâu có thiên nhiên tươi đẹp là mê lắm, tan chảy. Chỉ cần thấy bọn trẻ chạy tung tăng trên bãi cỏ là sung sướng tê người rồi, cần lắm một bầu không khí sạch, chỉ hít thôi đã thấy hạnh phúc." Cận cảnh khoảng sân vườn mà ông xã nữ diễn viên vừa chăm sóc lại để có không gian cho vợ con được tận hưởng sự thoải mái mỗi ngày. Rất nhiều cây cỏ xanh tươi được trồng từ trong cho đến khu ngoài nhà của Ốc Thanh Vân, điều này sẽ càng tạo thêm cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng cho mọi thành viên. Chẳng cần điều gì xa xỉ, những lúc bình yên như thế này cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, bỏ được những áp lực trong cuộc sống. Cả nhà Ốc Thanh Vân đã chuyển về căn biệt thự này khoảng được một năm, họ quyết định đầu tư tiền để có một nơi ở đúng nghĩa thay vì chung cư như trước. Vừa qua hai vợ chồng đã rủ rê nhau sang Hàn Quốc để chụp bộ ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Cặp đôi này chọn cách mặc lại trang phục của ngày cũ, đánh dấu cả một quãng đường dài bên cạnh nhau. "Đã từ lâu em không còn tính thời gian, cứ bên nhau vậy thôi, cùng nhau già đi, cùng nhau trưởng thành và biết phải thay đổi điều gì vì nhau, vì gia đình, vì các con", Ốc Thanh Vân bộc bạch. Ốc Thanh Vân chí rùa cũng là một trong những hình mẫu mà nhiều khán giả ngưỡng mộ học hỏi. Cả hai bên nhau cả thời thanh xuân dài 10 năm, kết hôn 11 năm nhưng vẫn giữ được sự mặn nồng. Vượt qua bao sóng gió, cặp đôi này chẳng bon chen, hơn thua vẻ ngoài xa xỉ mà họ luôn cố gắng để có được những ngày bình yên nhất bên các con của mình. Tan chảy trước loạt ảnh đáng yêu của con trai nam diễn viên Ngọc Trai kính Vạn Hoa. Con trai của cặp đôi nam diễn viên Quý Rơm đã hơn 6 tháng tuổi, có vẻ ngoài đáng yêu. Từ khi chào đời, cậu nhóc đã có lượng fan đông hơn cả bố mẹ. Chia sẻ hình ảnh con trai bóp khoảnh khắc lúc nào cũng cười, nam diễn viên kính Vạn Hoa khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá dễ thương. Sau 2 năm yêu đương và sống chung, dù chưa làm đám cưới với vợ, nam diễn viên của kính Vạn Hoa hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Được biết, con trai cưng của nam diễn viên vừa tròn 6 tháng tuổi và đang là mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Trai thời điểm hiện tại. Quý tử nhà nam diễn viên Quý Rơm cất tiếng khóc chào đời vào tháng 10, 2018, ở nhà tên thân mật của cậu nhóc là Búp. Từ khi có cậu con trai, cả hai vợ chồng nam diễn viên Ngọc Trai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai. Từ ăn uống, ngủ cho đến những khoảnh khắc vui đùa bên con. Không chỉ vậy, mới đây vợ nam diễn viên khoe loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai đầu lòng trong bộ ảnh đánh dấu kỷ niệm của quý tử. Mới 6 tháng tuổi, bé Búp tên thân mật con trai Quý Rơm đã khiến ai nấy phải đổ gục trước vẻ ngoài đáng yêu của mình. Búp sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn và miệng hình trái tim, cùng với nét cười đáng yêu trộm ví bụ bẩm hay cười cũng giống bố và mẹ mọi nét. Búp sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bụ bẩm và hết sức lanh lợi. Bé Búp rất hay cười, biết bắt chước biểu cảm của bố mẹ. Vợ Ngọc Trai thường xuyên chia sẻ ảnh con trai trên trang cá nhân. Ngọc Trâm thường xuyên đăng ảnh cậu con trai hội thoại hài hước. "Nhìn ai say đắm suy tư vậy chú em, hay tầm này chỉ muốn ôm nó cạp cắn thôi." Búp được bố mẹ tự tay cắt tóc với mái tóc tạo nên sự hài hước đáng yêu, khiến nhiều người hâm mộ chỉ muốn cắn và nựng. Ngọc Trai rất mê con trai, hay dành việc chăm sóc bé với vợ. Nam diễn viên luôn bế con trai mỗi khi ở nhà, nhưng đến khi đi làm vẫn thấy nhớ thiên thần nhỏ của mình.
Từ khi có con, Ngọc Trai đi đâu cũng muốn về nhà sớm để ôm con. Mỗi khi con ốm khó ngủ vì sốt, nam diễn viên cũng dành ôm con ru ngủ giúp vợ. Đối với anh, cuộc sống của ông bố bỉm sữa vất vả nhưng rất hạnh phúc. Với vẻ ngoài đáng yêu, con trai của nam diễn viên Kính Vạn Hoa có lượng fan còn đông hơn cả bố mẹ. Ngọc Trai và vợ đều chưa tổ chức đám cưới. Người hâm mộ mong thời gian tới cả hai sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng dưới sự tham dự của cậu con trai đáng yêu. Sở hữu nét cười duyên, giờ đây con trai nam diễn viên Kính Vạn Hoa còn sở hữu lượng fan hâm mộ nhiều hơn cả bố và mẹ.